Chào các bạn, mình là Valenta Cao Hiền, hiện đang là giảng viên tại trung tâm đào tạo pha chế Valenta Skill. Trong buổi chia sẻ video đồ uống lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm món đồ uống đá xay, đó là món smoothie Việt Quất. Thì nguyên liệu chúng ta sẽ là gồm có đá chúng ta dùng là đá làm 300 ml. Tiếp theo là mứt việt quất thì các bạn sử dụng là 55 ml, bột mít có tác dụng là chống tách nước trong đồ uống đá xay thì các bạn sử dụng là 20 g. Tùy từng dòng bột mít thì các bạn sử dụng cái lượng nó khác nhau. Ở đây mình dùng bột mít của Thái Lan nên là mình dùng 20 g. Nếu mà dùng bột mít của One Food thì bạn chỉ dùng khoảng 1 thìa là ok rồi. Và bình kem xịt sữa chua thì các bạn sử dụng 1/2 hộp. Ở đây thì các bạn kinh doanh thì các bạn nên dùng 1/2 hộp. Còn khi các bạn uống ở nhà thì các bạn dùng 1 hộp được, vì cái dòng đồ uống này cho nhiều sữa chua ăn rất là ngon. Nhưng mà cái cốt đồ uống của nó đã rơi khoảng 14-15 nghìn rồi. Nên các bạn nếu bạn sử dụng sữa chua quá nhiều thì các bạn có thể lên đến 16-17 nghìn. Ở đây khi làm thì các bạn chú ý là đá các bạn nên cho đầu tiên. Đá thì mình dùng là 300 ml. Sữa chua thì các bạn lắc đều lên, các bạn đổ vào cho dễ. Đây sữa chua mình dùng là 1/2 hộp. Tiếp theo là mứt việt quất thì mình dùng là 55 ml. Ở bản chất là cái mứt việt quất này đã rất là ngọt rồi nên là mình không sử dụng thêm đường hay là sữa đặc nữa. Tiếp theo là bột mít đây mình dùng là 20 g. Và cuối cùng là mình sử dụng sữa tươi. Ở đây sữa tươi thì mình sẽ sử dụng là 10-30 ml. Thì tùy vào cái chất lượng đá của bạn thì bạn sử dụng lượng sữa tươi sẽ khác nhau. Nếu mà cái chất lượng đá của bạn nó rất là non, tức là đá mà nó dễ tan thành nước ấy, thì lượng sữa tươi bạn dùng rất là ít. Nhưng mà cái chất lượng đá của bạn là nó già, tức là đá của bạn để trong tủ đông rất là lâu rồi, hoặc là đá vừa bạn làm vừa lấy vừa đông ra thì nó đá rất khó xay và nó khó tan thành nước, thì mình phải dùng là nhiều sữa tươi hơn để cho cái máy hoạt động của nó trơn tru hơn. Ở đây thì đá của mình nó là đá non nên mình dùng có 10 ml. Ở đây thì các bạn nên sử dụng làm các loại máy công suất lớn, thì cái máy xay gia đình ấy thì nó xay cũng rất nhỏ, các bạn xay rất là lâu mới nguyên được cái đá, nên là bạn sử dụng cái máy xay công suất thật là cao để trong thời gian ngắn nó xay được nhuyễn đá đi. Và nếu bạn xay thời gian quá lâu thì khiến cho đá bạn bị tan nước và đồ uống của mình sẽ không được ngon nữa. Đây thì mình sử dụng bấm phun rút phun 2 lần phá đá và dùng xay vòng số 3. Thì cái yêu cầu của đá xay là đá vừa nhuyễn vừa mịn nhẹ không bị tan thành nước. Khi mình sử dụng cái khối công suất lớn ấy, thì nó xay rất là mạnh và đá rất là mịn luôn, và cái hỗn hợp của mình không bị tan thành nước. Nếu các bạn dùng cái máy công suất nhỏ ấy,
khiến thời gian để xay mịn đá như thế này rất là lâu, và khiến thời gian xay quá lâu và đá sẽ bị tan nước mất. Đây thì mình cho hỗn hợp cách miệng 1cm để mình có xịt kem. Đây kem xịt thì các bạn phải lắc đều mình kem xịt lên. Có một thao tác cuối cùng là dồn kem. Đó, thì mới làm thì các bạn xịt kem thì nó mới ra hết kem, nó cũng kèm theo khí. Khi xịt kem thì các bạn là để cái mũi kem cách mặt hỗn hợp khoảng 1cm thì các bạn là xịt giữ yên tay. Cho đến khi kem lan rộng ra đều tất cả thành cốc, của bạn nhân nhẹ lên, nhân nhẹ dần lên. Đó, giữ yên tay một lúc. Xong khi mà kem lan đều ra, các bạn nâng nhẹ lên, nâng nhẹ lên và dừng lại. Khi dừng lại thì các bạn có thao tác là hơi dí, hơi nhẹ xuống để nát dòng kem. Đó. Giờ mình đã hoàn thành một cốc smoothie để quất thì các bạn nhớ chú ý cho mình là cái chất lượng đá và cái tỷ lệ sữa tươi làm sao cho nó phù hợp để có chất lượng đá xay tốt nhất, và cái nhớ là dùng cái khối công suất lớn. Thế thì mình xin kết thúc clip ở đây. Chúc các bạn có một ngày làm việc học tập hiệu quả và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.